cài bị lầy khô bị dẻo, sình nó ruộng bánh lòng nó không chịu ra cắt đầu. Cho mấy anh em mấy cài quá các bạn ơi. Về lại ơi, về lại được ơi. Này bị lầy dẻo nha các bạn. Lên nè các bạn ơi, nó nhảy ra từ từ lên rồi đó. Chặt có bờ nữa các bạn.
chào các bạn. Thái miền Tây hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn xem về cánh đồng miền Tây, có những chiếc máy xới, máy cày đang xới đất để cho người nông dân xạ lại nha các bạn. Cái này là xới để xạ lại đó. Chiếc máy xới này là chiếc máy xới 4508 Kubota. Nó đang chạy trên cánh đồng trồng ơn. Kinh nó cạn, ủi nó lâu. Khúc trong này nè.